Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây năm cây trắng. Cây này thì nó năm vừa rồi thì nuôi là đua ngọn nên nó bị dùng khá nhiều thuốc cho cái việc ra hoa và ra kỳ. Đây là một cái cây rất là đẹp. Tiêu chí của em quay video cũng vậy. Mọi người biết về bên em, luôn luôn em quay video là hoa nó phải ở trên thân cây, thì để chúng ta có thể nhìn rõ nhất về cái tay hoa, rồi cái cánh, rồi thì nói chung là mọi thứ liên quan đến nó. Và nó phải có thời điểm đó. Bởi vì những cái cây mà người ta chỉ chụp nhìn qua hình ảnh ấy, thì mọi người không thể biết được chính xác nó là cánh nó ra làm sao, rồi tay hoa nó như thế nào. Đấy, thì đây là nó chỉ được có 2 bông thôi. Trước thì do cái thuốc thì nó cũng đã ra một lần, nhưng mà lần đó thì nó đã qua lâu rồi, nhưng mà lần đó thì em quên không quay video. Thì đây là giới thiệu mọi người đến một cái cây, đó chính là cây năm cái trắng Thúy Kiều. Cái này thì được gọi tên thì em không rõ là người đặt là ai, nhưng mà khi mà mình chơi thì mình quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải tìm đúng cây và đúng mặt hoa. Bởi vì cái cây nào cũng vậy thôi, năm cái trắng dù ai đặt thì chăng nữa, nếu như nó đã có tên thì đấy là đều là do chúng ta phải tôn trọng người đặt. Tôn trọng những người đặt tên nó thì chúng ta giữ cái tên đó, nhưng chúng ta phải xác nhận được nó chính xác là cây nào. Đây là cây một trong những cây năm cái trắng em cảm thấy rất là đẹp. Nó có tên là Thúy Kiều. Thì để mà nguồn gốc ý, thì em cũng không biết chính xác ở đâu và cây nó ở vùng nào. Nhưng nếu như cái đánh giá về những cái mà em biết được ấy, thì cái bộ khuôn cánh với lưỡi này ý, thì nó thuộc vùng miền trong chứ không phải là hàng Bắc. Và thân lá nữa thì có thể nhìn thấy là thân lá này thì không phải hàng Bắc, và bông hoa cái dạng lưỡi này cũng không phải là dạng Bắc. Còn cái vùng miền Bắc thì nó sẽ có những cái cây nó khuôn hoa nó khác, lưỡi nhỏ hơn, bộ cánh nó khác, thân lá nó khác một chút. Thì em cũng nói rất là nhiều trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em là tất cả những cây em nói chi tiết về nguồn gốc rồi các thứ. Thì cây này thì em vẫn nói về cái nguồn gốc của nó, khả năng nó sẽ rơi vào cái hàng miền trong. Bởi vì nếu có sổ ngoài miền Bắc hay chăng nữa, có sổ đâu hay chăng nữa thì người ta đặt tên. Thì cái thân lá theo vùng miền ấy thì nó vẫn là rất là dễ nhận ra. Ví dụ như vùng cây này thì em nghĩ là nó thuộc vùng Ninh Thuận, Lâm Đồng hay là miền trong đấy. Nó là một trong cái cây năm cái trắng em thấy rất là đẹp. Thì hôm nay em giới thiệu một chút về cái việc thân lá của nó bông hoa và mùa nở, và cái có một số cái ví dụ như kích kỳ ấy, có cái nó ra dễ, cái nó không ra dễ. Thì cái chuyện đấy em thấy là nó cũng bởi vì rất là nhiều người ta cứ hỏi em về cái việc kích kỳ ra dễ và không ra dễ rồi các thứ. Thì đây thì em giới thiệu về cây này. Cây này thì thân lá nó là thân lá hàng nhỏ. Thân lá đây. Thân lá nhỏ. Đây nhìn cái đấy nó khó, nhìn cái kia này dễ hơn. Thân xanh sạch. Nhìn thì nó như kiểu là có ngấn tím nhưng không phải, đây là ngấn xanh. Ngấn xanh. Đấy, nó dòng thân nhỏ. Cái này thì năm vừa rồi là nó đua ngọn, nó không nghỉ. Thì nên là nó không ra hoa được, nên là em phải sử dụng kích thuốc để nó ra hoa và ra mầm. Thì đây thì nó có một cái đó chính là thân lá đây, thân lá dòng thân nhỏ. Không to lắm, nhưng mà cuối năm thì nếu mà nuôi tốt thì nó vẫn phình, là chuyện bình thường mọi người ạ. Thì ở trên thân lá của nó thì nó là dòng thân nhỏ hơi rích rắc, kiểu dạng thân miền trong, hàng miền trung, hàng miền trong ấy. Lá của nó thì hơi răn một chút thôi, nhưng nếu mà để nó nhìn thân lá về cây này thì rất là khó. Thế nên em chỉ nói những cái sơ qua, những cái mà nó gọi là mọi người cùng dễ nhận diện nhất. Bởi vì nhìn thân lá không thể biết được cây này. Bởi vì cây này nó không giống nó không có đặc điểm riêng như cây Phú Thọ hay là cây Hòa Bình hay Hải Dương, thì nó không có những cái đặc điểm riêng ở đấy. Thì cây này thì thân lá nó cũng khá là giống, nếu mà để nói giống cây Bùi Việt, Nha Trang các thứ là khá giống, hoặc là Tam Anh hoặc là Lâm Đồng, rất là giống. Kiểu dạng lá nhỏ, lá của nó từ 2 đến 3 cm và dài khoảng tầm độ 7 đến 10 cm. Lá của nó thì vẫn có những cái gân dọc rất là rõ. Gân rất rõ và lá của nó thường nó nhăn kiểu miền Trung. Kiểu miền Trung, nhỏ nhỏ kiểu miền Trung. Nó đua ngọn thì là do chăm sóc, chứ nó chả liên quan gì đến cái việc vùng miền cả. Đấy, thì hoa của nó là đang nở vào dịp, đây đó chính là dịp tháng
đang nở là vào dịp tháng tháng này là tháng 9, giữa tháng 9 lịch dương, và lịch âm thì là đang là cuối tháng 8. Đây là cây năm cái trắng mũi trắng mắt blue hồng hồng rất là đẹp. Đây là cây năm cái trắng Thúy Kiều, thân của nó đây. Đấy thì em cũng nói thêm một chút về mọi người là cùng nhận biết thêm về cái việc kích kỳ ấy. Thì đây là nó có những cái kỳ rất là nhỏ nhưng nó vẫn ra rễ, có cái kỳ rất to nhưng không mới nhú rễ thôi. Bởi vì những cái cây mà gọi là hàng quý quý như thế này này là bọn em làm rất là cẩn thận chứ không thể là làm một cách lôm côm được. Đây mọi người có thể thấy là một cái nhỏ này nó cũng có rễ đúng không ạ? Nhưng có cái to đây bây giờ nó mới nhú. Đây bên cạnh đây bây giờ nó mới nhú này. Đấy, nó mới nhú. Thế nên là nó có một số cái đây là như cái ở dưới này nó có gần ẩm nó ra rễ luôn. Cái này thì ở trên nó có cái ra cái không. Thế nên là cái việc mà ra rễ kích kỳ thì nó có thể là ra hoa rất là nhiều. Sắp xuất ra hoa và kích kỳ và lên kỳ rất nhiều. Nhưng với cái hàng đua ngọn này mà nó chưa dừng ngọn ấy thì kích làm điều khó. Kích để nó ra kỳ là một điều khó hơn. Và ra rễ nữa. Thì còn nếu như mà mọi người mà sử dụng kích mà nó không ra rễ nhá thì mọi người cứ mua thuốc kích rễ mà dùng. Đấy là lời khuyên chân thật và đừng có tin bất kỳ một cái điều gì cả. Cứ tốt nhất là sử dụng thuốc kích rễ kiểu gì nó cũng ra rễ. Nhưng ra nó có nuôi được hay không thì chúng ta phải duy trì bộ rễ nó bằng cách phun nhiều thuốc cho nó ăn. Cái này là cây năm cái trắng mũi trắng khá đẹp. Đấy. Mọi người xem tham khảo và tìm hiểu thêm về những cái cây năm cái trắng mà mình định sưu tầm xem nó có giống cây nào hay là như nào đó. Thì mọi người cũng sưu tầm và nhận biết cái bộ thân lá của nó đây. Đấy và hoa vào dịp tháng 9 đây là hoa kích chứ không phải là do hoa nở tự nhiên. Hoa nở tự nhiên của nó thì nó sẽ nở tháng trước thôi. Nó nở sớm hơn. Đấy thì mọi người có thể thấy đẹp. Đây là một cái cây năm cái trắng Thúy Kiều rất là đẹp. Mũi trắng rất là đẹp. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái loại phi điệp năm cái trắng hoặc là những cái cây đột biến khác hoặc là những cái cây phi điệp hoặc là cách trồng, cách chăm các loại. Thì em cũng nói rất là nhiều trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì mọi người có thể tham khảo thêm. Cây thì hiện giờ đang nở. Thì với cả một số cái mà chúng ta xem đó chính là cái việc một số người, mọi người chú ý là một số bên cũng sẽ lấy cái ảnh của em nhưng mà những cái bông đẹp ấy thì chúng ta nên lưu lại và giữ giá trị. Thì mọi người đều có thể nhận biết được. Quan trọng là chúng ta chia sẻ những cái kiến thức nó phải đúng. Cái cây anh chị sưu tầm của người ta thì nó cũng phải là đúng chứ không phải là sưu tầm một cái cây giống cái này xong lại bảo tên cái kia thì là không đúng. Bởi vì nhiều người ấy, người ta mới chơi là người ta không thể biết được hết về những cái bông hoa nó như thế nào hay làm sao cả. Thì mọi người có thể xem trên cái kênh của em thì có rất là nhiều loại mà em đã từng nói và rất là chi tiết về thân lá rồi các loại. Thì mong các anh chị là hãy chú ý và để ý thật kỹ trước khi mà mình sưu tầm mua một cây nào đó. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau và những cái bông hoa, nếu như có bông nào mà nó nở, có thể là dịp đúng vụ hoặc là trái vụ đi chăng nữa thì em vẫn sẽ quay để mọi người cùng nhận biết được rằng là một cái cây khi mà nó nở khác nhau về mùa ấy hoặc là nở số lượng nhiều bông ít bông ấy thì nó cũng có khác nhiều chứ không phải là nó giống hệt nhau. Cây nào cũng thế, còn nhất là những cái cây tím ấy thì nó biến đổi rất là nhiều. Chứ còn những cái cây dòng đột biến này thì nó cũng thay đổi nhưng mà cái lượng thay đổi của nó thấp hơn. Bởi vì những cái cây đột biến mà ổn định ấy thì bao giờ nó cũng luôn luôn là ổn định. Chứ không có cái chuyện là năm nay năm cánh trắng sang năm thì nó là tím đậm, không thể có thấy. Thì những cái mà mọi người có thể tham khảo thêm ở trên internet cũng rất là nhiều đơn vị. Bởi vì bây giờ cứ mở ra là thấy hàng trăm đơn vị quảng cáo và giới thiệu về sản phẩm. Quan trọng là nên chọn những nhà vườn có những cái bông hoa đã từng nở và đã có những cái hình ảnh cụ thể về cây nở, thời điểm mà người ta hiểu rõ về cây đó. Chứ còn đến bây giờ là năm 2019 rồi mà còn mua bán mà còn mượn hoa thì hình ảnh với các thứ thì đấy là điều không thể tin được. Và chúng ta nên tin những cái vườn nhà vườn ít nhất là phải có nở hoa rồi. Bởi vì cây nở hoa rồi thì người ta mới hiểu được và biết được những cái sự biến đổi của cái cây đó. Còn nếu mà chưa nở ấy mà hoa vẫn cứ đi mượn ấy thì chắc chắn là hình hoa là cây đó nó phải có vấn đề hoặc là nhà đó có vấn đề gì đó. Bởi hình hoa mà chưa nở là một cái điều
em cảm thấy rất là tối kỵ trong cái việc đó chứ không mua bán. Bởi vì chưa nở chúng ta chưa hiểu được, mà chưa hiểu tốt nhất đừng mua bán. Đừng mua bán với những người chưa hiểu. Còn những cái cây ví dụ như cây này thì em nói với mọi người là em có thể nhớ được thân lá của nó đến 80% khi mà nuôi trong mọi vùng điều kiện khí hậu. Đây là cái dáng lá và dáng hoa thì mọi người có thể xem và lưu lại cái video này hoặc hình ảnh để mọi người có thể cùng tìm hiểu và biết được thêm nhiều giống lan quý hiếm và đẹp để chúng ta sưu tầm. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau của kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn.